Người vợ ngoại tình. Anh này, em nghe nói sắp sinh nhật sếp anh à. Anh có kế hoạch gì chưa vậy? Kế hoạch gì? Trời ơi, anh phải chịu khó tặng quà cáp này nọ chứ. Quan tâm hỏi han đến sếp anh nhiều hơn, như thế mới có cơ hội thăng tiến chứ. Không, ai chứ sếp anh thì anh biết, chả bao giờ thích như thế đâu. Đấy, anh cứ lành như thế, chân chất như thế, bảo sao có chuyên môn vững vàng, nhưng mãi vẫn là nhân viên thôi. Tính anh thì em biết rồi còn gì, chả thích bon chen gì cả. Nhưng bây giờ, ai người ta cũng đều vậy cả. Chịu thôi, anh không làm được mấy cái việc như nịnh bợ kia đâu. Cậu đi đâu vội vàng thế hả Huyền? Tớ đi ra chợ lấy ít đồ về, có đoàn địa chất mới về, xin trọ nhà tớ mấy tuần. Mà này, có một anh chàng đẹp trai cực luôn á, lại còn giỏi giang, giàu có và rất ga lăng nữa. Cậu mê anh ta rồi hả? Người thế ai gặp chẳng mê chứ. Anh ta rủ tớ cuối tuần này đi chụp ảnh sen. Một mình tớ đi thì cũng hơi ngại. Cậu đi cùng với tớ nha. Xe hỏng mà em. Vâng anh ạ. Tiện đường em lên xe anh chở về cho. Chứ giữa đường thế này tìm đâu ra quán sửa xe bây giờ. Đừng có ngại, tụi anh là dân địa chất, ở trọ trong làng gần đây, không ai làm hại em đâu. Thế thì tốt quá, em cảm ơn anh. Em ở làng nào thế? Dạ, làng Thượng anh ạ. Ồ, thế à. Thế đúng là làng tụi anh đang dừng chân làm địa chất đấy. Anh ở trọ nhà bà Oanh đấy, em có biết không? Hóa ra đây chính là anh chàng mà cô bạn mình ca ngợi đây sao? Làng con cô Oanh là bạn thân của em đó anh. Mà em làm gì trong làng vậy? Dạ, em làm công nhân nhà máy may anh ạ. Người xinh như em mà ngồi cả ngày ở xưởng may thì tiếc thật. Em mà lên thành phố thì có khối công việc phù hợp với em. Ví dụ như làm người mẫu quảng cáo chẳng hạn. Em thì làm sao làm được những việc như thế hả anh? Em thừa khả năng ấy chứ. Cuối tuần anh đang rủ Lan đi chụp ảnh đấy. Anh làm phó nhí cho, em đi cùng nha. Mai nhà anh có dỗ, em sang nhà anh nha. Đấy, trong người ta ăn mặc phong cách, ăn nói thì nhẹ nhàng, khéo léo thế cơ mà. Chả bù cho... Huyền, nghe anh nói gì không? Anh nói gì cơ? Mai cuối tuần, sang nhà anh nha. Em không, mai em bận rồi. Huyền ơi, anh mang ảnh đến cho em này Huyền. Anh Khải, ảnh đẹp không anh? Đẹp vô cùng luôn. Nhưng trước khi xem ảnh, anh có cái này tặng cho em. Nhân dịp gì ạ? À? Cần gì phải đợi dịp gì cơ chứ. Anh thích thì anh tặng thôi. Wow. Là chiếc váy hàng hiệu anh chọn trên phố đấy, chắc chắn là rất hợp với dáng em. Cảm ơn anh, anh làm em ngại quá. Ngại gì chứ, em xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp hơn thế nhiều. Vậy mà trước đến giờ anh Lâm chỉ tặng cho mình mấy bông hoa dại là cùng. Huyền à, em là cô gái đẹp nhất, đáng yêu nhất mà anh đã từng gặp. Em đã làm anh xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thôi, mình ngồi xuống đây xem ảnh nha. Đây, em xem đi này, góc nghiêng thần thánh này quá đẹp luôn. Huyền à, hứa với anh đi, em hãy mãi ở bên cạnh anh như thế này nha. Tránh xa cô ấy ra. Anh Lâm, bỏ anh ấy ra đi. Huyền, sao lại làm như thế? Em tỉnh táo lại đi. Em đang rất tỉnh táo đây, và em thấy chúng mình không hợp nhau. Em muốn chia tay. Không thể nào, chẳng có gì là không thể. Đồ nhà quê như anh mà cũng đòi yêu cô ấy ư? Mày nhìn lại mình đi, với chiếc xe hai bánh quèn, không tiền, không quyền trong tay, anh mang lại điều gì tốt đẹp cho cô ấy chứ? Việc tốt nhất của anh bây giờ là tránh xa cô ấy ra. Chỉ tôi mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà thôi. Hãy lên thành phố với anh đi, nhất định anh sẽ dành cho em những thứ tốt nhất. Em sẽ có cuộc sống yên ấm, đủ đầy như một bà hoàng vậy. Anh Khải, mình lên không báo trước thế này, chắc là anh ấy bất ngờ lắm đây. Em yêu, ăn món này đi. Anh, đồ sở khanh, sao anh nói chỉ yêu một mình tôi? Cô là ai? Tôi đâu có quen cô. Anh chưa bao giờ biết cô ta. Anh là đồ dối trá, tôi thật không thể ngờ anh là loại người như vậy. Bảo vệ đâu? Mau lôi mụ nhà quê này ra ngoài cho tôi. Đồ đúng mà. Huyền, em, có sao không? Anh Lâm. Thôi,
chúng ta ra khỏi đây thôi em. Anh Lâm, em là kẻ xấu xa, em không có mặt mũi nào nhìn anh nữa. Tất cả đã qua rồi mà. Em có sao không? Anh bỏ em ra đi. Tình cảm của anh dành cho em vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Sóng gió đã qua rồi, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại em nha. Chà, tí nữa thì ngủ quên. Cảm ơn chúng mày nhé. Cô chủ vừa cảm ơn anh đấy. Tiếng gáy của anh to vang đã đánh thức cô chủ dậy sớm. Anh nói gì thế? Rõ ràng là cô chủ cảm ơn em đấy chứ. Tiếng gáy của em mới đánh thức cô chủ dậy, không phải tiếng gáy của anh đâu. Ai bảo em thế? Rõ ràng là nhờ tiếng gáy của anh. Tiếng gáy của em rè rè như ống bơ rỉ, ai mà nghe thấy được chứ. Có mà tiếng gáy của anh mới là ống bơ rỉ thì có. Anh hãy nghe lại đây nhé. Ôi, tiếng gáy ấy mà cũng gọi là gáy à. Hãy nhìn anh nè. Đấy, chả ống bơ rỉ là gì? Không thèm tranh cãi với mày nữa. Em cũng chẳng hơi sức đâu mà tranh cãi với anh. Sao mới sáng sớm mà anh em đã tranh cãi nhau gì ầm ĩ thế? Là tại anh ấy cứ muốn tranh công. Em mới là người gọi cô chủ dậy sớm, mà anh ấy cứ nói là anh ấy cơ. Có mày là người tranh công thì có, bé lại cứ đành hanh. Thôi thôi, hai anh em đừng tranh cãi nhau nữa. Ai cũng có công cả. Vì tiếng gáy của hai anh em kết hợp lại nên cô chủ mới nghe rõ mà. Tôi thấy ai gáy cũng hay, cũng to, trông ai cũng dũng mãnh cả. Làm gì có chuyện như nhau, phải có người hơn người kém chứ. Tôi là người gáy to nhất, dũng mãnh nhất khu vườn này. Không có đâu, em mới là người dũng mãnh nhất khu vườn này. Thôi thôi, được rồi, tớ xin thông báo để các bạn biết này. Sắp tới trang trại ta sẽ có cuộc thi vua nông trại dành cho các loài gia cầm. Lúc ấy sẽ biết ai là người dũng mãnh nhất thôi mà. Được, được. Cuộc thi vua nông trại diễn ra sẽ giúp chúng ta chọn ra người đứng đầu nông trại gia cầm. Người chiến thắng sẽ trở thành vua của nông trại, có quyền điều hành, chỉ đạo mọi thành viên của nông trại. Chúng ta sẽ thi đấu ở hai bảng, theo từng cặp. Hai người chiến thắng ở trận đấu cuối cùng sẽ tiếp tục đấu với nhau để giành quyền làm chủ nông trại. Đầu tiên, xin mời gà trống anh đấu với vịt. Chúc mừng gà trống anh đã chiến thắng ở cuộc thi vòng loại 1 bảng A. Tiếp theo là trận đấu giữa gà trống em và ngang. Gà trống em đã giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Chúng ta đã trải qua cuộc thi đầy gay cấn và hấp dẫn ở vòng bảng, và trước mặt chúng ta là hai người lọt vào vòng chung kết. Sau cuộc đấu này sẽ quyết định người trở thành vua nông trại của chúng ta. Sau đây, trận đấu xin được bắt đầu. Họ là anh em một nhà mà, sao họ không nhường nhau làm vua nông trại nhỉ? Sao lại phải thi đấu nữa làm gì? Đúng đó, là anh em một nhà, lọt sàn xuống nia, sao lại tranh giành nhau làm gì nhỉ? Ai là vua nông trại chả như nhau. Trời ơi, họ là anh em, tại sao anh lại có thể ra đòn hiểm như vậy với em của mình? Anh ra đòn ác với em sẽ cho anh biết tay. Anh sẽ không thể làm vua nông trại được đâu. Xin chúc mừng gà trống anh, vua nông trại của chúng ta. Đã nói rồi mà không nghe, ta mới là vua nông trại. Mọi người hãy xem đi, ta dũng mãnh và oai phong thế nào. Ta là vô địch, từ nay đừng có mà đành hanh tranh giành với ta nữa nhé. Thôi chết, chim ưng kìa. Vua nông trại của chúng ta bị bắt rồi. Hoan hoang lắm vào, chả lẽo mãi lên đó mà gào. Anh em trong nhà mà không biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, lại còn cạnh tranh hơn thua. Cuối cùng cả hai đều kết cục bi thảm thế đấy. Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Câu chuyện bán hàng online.
tháng rồi mà mới chỉ bán được có mấy bộ. Lẹt đẹt thế này thì bao giờ mới thu hồi lại vốn đây? Alo, Linh ơi, ship cho chị một quần jean size 27 và một áo sơ mi kẻ cỡ S, vẫn địa chỉ cũ nha. Vâng, chịu em ship nhé. Mà lâu lắm mới thấy chị mua hàng. Ừ, ai bảo em bán toàn hàng đẹp, mặt mãi chả rách. Chị đùa chút cho vui thôi. Dù thế nào, chị vẫn trung thành và ủng hộ em dài dài. Vâng, em cảm ơn chị. Chị có bạn bè nào giới thiệu giúp em với nha. Nhất định rồi, thế nhé. Lại sắp tới ngày đóng tiền nhà rồi. Xuân đến đó hả? Bà chủ đang làm gì thế? Dạo này cậu buôn bán thế nào? Ổn chứ? Chẳng ăn thua cậu ạ. Chỉ có vài khách quen thi thoảng còn mua lại, còn khách mới thì ít. Thành thử chỉ đủ sống qua ngày thôi. Còn cậu? Tớ vẫn đều đều thế thôi. Tớ mới thuê thêm hai em sinh viên làm bạc tham. Giờ chỉ đi chọn mẫu hàng rồi chụp ảnh lên các diễn đàn với fanpage thôi. Cậu giỏi thế. Có bí quyết nào không? Bày cho tớ với. Cậu cứ nhập hàng rẻ, chất xấu mà bán. Chụp ảnh thì chụp hàng đẹp, hoặc là lấy ảnh trên mạng. Còn khi ship thì là loại khác, cùng mẫu mã, lời gấp 3-4 lần đó. Hả? Không được đâu. Với lại, nhỡ khách họ phát hiện ra rồi đòi trả hàng thì sao? Ôi trời, cậu cứ lo xa. Mình bán hàng online, lợi ở chỗ khách không xem được hàng, nên chẳng biết thật giả thế nào. Nếu họ nói lại thì báo tiền nào của nấy. Với lại quần áo cũng na ná nhau, không để ý hết được đâu. Cậu nói cũng đúng, nhưng lần sau họ không mua nữa thì sao? Không có khách này thì có khách khác lo gì. Chứ như cậu bán toàn chất đẹp, giá thì cao, không phải ai cũng mua được thì khó lắm. Lãi chẳng được là bao. Mới ngày nào hai đứa cùng bắt đầu bán hàng, mà giờ cậu ấy đã mua được xe, thuê hẳn một cái chung cư để ở. Còn mình thì... Linh sao thế? Đi ăn thôi, hôm nay tớ mời. Hay là mình thử lấy vài cái về bán xem sao. Được thì được, không được thì thôi, cũng chẳng mất gì. Quần áo giá rẻ đây, 20.000 một chiếc đây. Mua đi, mua đi. Mua quần áo đi em, vừa rẻ vừa đẹp đây. Tất cả đều 20.000 đồng hả chị? Ừ, nếu em lấy nhiều thì chị lại giảm giá thêm cho. Lấy đồ này về giặt sạch, rồi là phẳng thì chẳng ai biết. Toàn mẫu mới ra đấy em ạ. Vâng, chị cho em mỗi mẫu 3 chiếc, đủ màu sắc và size nhé. Ừ. Có khách đặt hàng rồi. Không ngờ lại bán nhanh đến vậy. Lâu nay mình cứ làm ăn thật thà, dại quá. Alo. Bạn ơi, áo 60.000 còn không? Mình muốn lấy mấy cái. Còn bạn nhé. Ừ, mà chất thế đẹp không vậy? Chất cũng được bạn ạ. Mình bán số lượng thôi, chứ lãi ít lắm. Mà phải nhập số lượng lớn về thôi, nợ nhiều đơn hàng quá rồi. Em có phải là Linh bán quần áo không? Vâng, em đây ạ. Em xem đi, áo của em chẳng khác gì cái vẻ lao cả. Em làm chị thất vọng quá. Em xin lỗi chị, chắc là do lúc đóng hàng em đóng nhầm. Để em đổi lại sản phẩm khác cho chị ạ. Nếu là nhầm thì không sao. Bán hàng mà không có tâm thì chẳng tồn tại được lâu đâu. Vâng ạ, mong chị thông cảm. Xuân à, tớ cũng đang định gọi cho cậu đây. Việc tớ bán hàng nhái kém chất lượng ấy, bị khách phát hiện đã đăng lên tất cả các diễn đàn rồi. Họ nói nếu như tớ không bồi thường sẽ kiện. Cậu có tiền không cho tớ vay ít? Không tớ, tớ chết mất. Cậu cứ bình tĩnh nhé. Để tớ xem có bao nhiêu rồi tớ mang qua cho. Ừ, cảm ơn cậu. Để tớ gọi hỏi mọi người nữa. May mà mình mới bán ít thôi. Chứ không thì... Thôi, từ nay chừa, không dám bán kiểu này nữa. Khỉ đuổi trăng.
thỏ đang gặp nguy hiểm. Con khỉ chết tiệt. Thật là đáng sợ. Chúng ta rồi sẽ làm mồi hết cho lão Trăng thôi. Lão Trăng hung tàn, lão đã tàn sát biết bao nhiêu bạn bè chúng ta rồi. Không thể để cho lão tác oai tác quái như vậy mãi được. Lão rất mạnh, chúng ta không làm gì được đâu. Vậy nên muôn thú chúng ta phải cùng nhau nghĩ cách. Chúng ta cần phải nghĩ cách đuổi con trăng độc ác ra khỏi khu rừng trước khi nó ăn thịt hết tất cả. Bằng cách nào bây giờ? Thật đáng sợ. Tất cả hãy bình tĩnh. Hãy bình tĩnh thì mới tìm ra cách chứ. Ai đó có cách gì không? Làm sao mà bình tĩnh được? Chúng tôi sợ lắm. Hay là cứ cống nạp từng con thú một cho lão trăng, như vậy thì mới mong bình yên được. Không được. Tôi cử chị đi cống nạp trước thì chị có chịu không? Như vậy thì cuối cùng muôn thú cũng đều phải chết cả, chẳng có bình yên đâu. Hay là chúng ta hãy vót chông, vót gậy nhọn để đối phó với lão trăng, rồi chúng ta đặt bẫy ở khắp khu rừng, ở những nơi mà lão hay lui tới. Liệu có được không? Cách đó hay lắm, hay lắm. Lão trăng xuất hiện ở khắp nơi trong khu rừng. Nếu đặt bẫy khắp nơi như thế, chính chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Biết là nguy hiểm, nhưng nếu không ai có cách nào hay hơn thì chúng ta đành phải làm theo cách của thỏ thôi. Đúng vậy. Khỉ có cách gì khác hay hơn không? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Vậy à, nếu không ai có thể nghĩ ra cách gì hay hơn thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đặt bẫy. Nhưng ta nói trước, chúng ta cũng có thể gặp nguy hiểm. Các con thú cũng có thể bị sập những chiếc bẫy đó mà mất mạng. Chẳng lẽ không có cách nào khác ư? Con trăng ấy xuất hiện ở khắp nơi trong khu rừng này. Có đúng vậy không nhỉ? Liệu có chỗ nào nó chưa tới không? Phải rồi, mình sẽ vẽ một tấm bản đồ khu rừng rồi đánh dấu những nơi trăng đã tới. Thỏ ơi, cậu có thể đánh dấu chỗ mà cậu đã từng bị trăng tấn công không? Được chứ? Mình đã hỏi toàn bộ muôn thú, chỉ có một nơi trăng không hề bén mảng tới. Chỗ này, tại sao vậy nhỉ? Ở đó cũng có rất nhiều loài vật sống mà. Ta phải đến đó xem sao mới được. Đây chính là nơi mà con trăng kia không tới. Nơi đây có gì đặc biệt chứ? Một cây sắn dây ư? Cây này chỉ mọc duy nhất ở nơi này. À, hay là mình phải thử mới được. Hả? Cái loại cây chết tiệt này ở đâu ra vậy? Ta đoán quả không sai. À, ta không thích cái loại cây này. Kẻ nào ném xuống vậy? Chết ngay, cút ngay, đồ trăng hung ác. Hăng hô, đáng cười. Con trăng chạy rồi. Từ giờ, chúng ta sẽ trồng sắn dây ở khắp khu rừng. Con trăng sẽ sợ và không dám bén mảng tới nữa. Thông minh lắm khỉ con. Không có cháu phát hiện ra con trăng đó rất sợ cây sắn dây thì muôn thú còn chết vì nó. Đúng vậy, hoan hô khỉ. Khỉ giỏi quá. Hoan hô khỉ. Khỉ thông minh quá. Khỉ giỏi quá. Chiếc xe đạp hiệu Trick. Xin chào quý khách, mời chị vào xem xe ạ. Tôi cần mua một chiếc xe đạp hiệu Trick cho chồng của mình. Chị thấy chiếc này thế nào ạ? Chiếc này tuy có hơi đắt đấy ạ, nhưng dành cho dân chuyên nghiệp và nó có thể sử dụng trên nhiều địa hình khác nhau, kể cả đường rừng và dốc núi. Anh biết đấy,
Ngày mai là lễ tình yêu. Tôi muốn một bất ngờ tuyệt vời dành tặng cho anh ấy. Và tôi sẽ chọn chiếc xe này. Một ý tưởng thú vị trong ngày lễ tình nhân đấy ạ. Cảm ơn anh, nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ kèm theo. Xin chị cứ nói yêu cầu của mình, chúng tôi sẵn sàng phục vụ ạ. Ngày mai, khoảng 7 giờ tối, vợ chồng tôi cùng với vài đồng nghiệp nữa sẽ dùng bữa tối tại nhà hàng gần đây. Trên đường đến đó, tôi định sẽ gây bất ngờ cho boss chồng tôi bằng cách đi vòng vèo tới đây. Và tôi muốn nhờ anh để chiếc xe này cạnh cửa sổ và trên tay lái buộc một chùm bóng bay với tấm biển đề "Chúc mừng ngày lễ tình yêu, boss". Như vậy thật tuyệt phải không? Anh đồng ý giúp tôi việc đó chứ? Tất nhiên là đồng ý rồi ạ. Tuyệt quá, cảm ơn anh nhiều lắm. Bà hôm nay bán được nhiều xe chứ? Dạ, chưa bán được cái nào ạ. Vậy à, lá nhí. Thời gian này hàng năm là mùa đi dã ngoại, rất đắt khách mua xe đạp, mà sao năm nay lại như vậy? Thật ra, tôi đã vì một chút việc riêng của mình mà quên mất không thực hiện yêu cầu kèm theo khi mua xe của một nữ khách hàng trong ngày Valentine. Cửa hàng của các anh thật đáng thất vọng. Mọi chuyện hệ trọng của khách như thế mà anh bảo quên mất. Thông cảm, tha lỗi. Anh làm hỏng hết chuyện của chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ mua xe đạp ở cửa hàng này nữa. Và chắc chắn bạn bè tôi cũng như nhiều khách hàng nữa cũng vậy. Tôi xin lỗi. Có lẽ chuyện này đã nhanh chóng được lan truyền khắp vùng và khách hàng không còn ai muốn tìm đến cửa hàng của chúng ta nữa. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy. Chúng ta không chỉ đơn giản là bán những chiếc xe đạp COC ạ. À. Chúng ta cần tạo mối quan hệ gắn bó lâu dài với khách hàng bằng thái độ chu đáo và trân trọng với họ. Tôi biết mình đã phạm sai lầm. Tôi xin đền bù tổn thất của cửa hàng ạ. Thôi, hãy xem như đây là bài học để cậu rút kinh nghiệm không phạm sai lầm một lần nữa. Cảm ơn ông chủ. Bây giờ cậu tìm quản lý cửa hàng đến gặp tôi ngay nhé. Vâng ạ. Chào ông chủ, ông cho gọi tôi ạ. Tôi có việc cần nhờ cậu làm ngay đây. Cậu biết câu chuyện về nữ khách hàng mua chiếc xe đạp hiệu Trích màu đỏ cách đây 3 hôm, ngay trước ngày Valentine chứ? Vâng, tôi đã nghe COC kể rồi ạ. Bây giờ cậu hãy đưa chiếc xe đạp hiệu Trích tới nhà khách hàng và nói với cô ấy rằng cửa hiệu sẽ miễn số tiền 200 đô la còn lại mà cô ấy chưa thanh toán. Nhưng như thế thì chúng ta sẽ bị lỗ mất 200 đô la ạ? Nếu cậu tính như vậy thì vẫn chưa chính xác. Bởi vì tôi đã gọi điện tới nhà hàng Cilantro để đặt bàn và tặng gia đình cô ấy cùng đồng nghiệp một bữa trưa thật ngon lành để xin lỗi về sự thiếu chu đáo của cửa hàng chúng ta. Chỉ là một khách hàng bình thường thôi. Tại sao ông chủ lại phải tốn công sức và tiền bạc để làm như vậy? Một phiếu quà tặng không giới hạn mức chi cho bữa tối tại Quantro sẽ được gửi tặng đến vợ chồng vị nữ khách hàng nọ. Sẽ rất, rất tốn kém đấy thưa ông chủ. Chúng ta đã có lỗi với khách hàng thì phải chuộc lỗi chứ. Một thời gian sau. Chào cô, rất cảm ơn cô đã lựa chọn mua xe đạp và các phụ kiện tại cửa hàng xe đạp Zen Cyclist của chúng tôi. Tôi đã kể với mọi người rằng ông đã làm cho vợ chồng tôi những điều thật tuyệt vời sau khi mua chiếc xe đạp hiệu Trích. Mọi người rất đồng cảm với tôi và rất thích cách mà ông đối xử với khách hàng của mình. Khách hàng luôn muốn được tôn trọng mà. Cảm ơn cô rất nhiều. Thật tuyệt vời. Những gì chúng ta làm cho cô ấy không bị lãng quên. Cô ấy trở thành một khách hàng thân thiết của chúng ta. Nhớ rằng, khách hàng là trên hết thì sẽ luôn thành công. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.